1664 Blanc. Đi vị chất, mở bất ngờ cùng The Mask Singer Việt Nam. Bây giờ hôm nay tôi đứng đây để thay lời con tim tôi muốn sẽ chứng minh thay điều kỳ diệu trong tôi. Bây giờ hôm nay tôi đứng đây để theo lời con tim tôi muốn sẽ chứng minh thay điều kỳ diệu trong tôi. Tôi đây thật phi thường, tôi bây giờ đây thiên đường, khi tôi là chính mình, người người sẽ ngước nhìn. Tôi đây thật phi thường, tôi như một con hướng dương, khi ánh sáng chiếu vào, dạng người như anh.
vị, chúng ta vừa mới kết thúc 4 vòng trình diễn ngày hôm nay. Và một lần nữa hãy chào đón sân khấu, đó là Hippo Happy, Ông Baby, Cú Tây Bắc và Voi Bản Đôn. Và ngay bây giờ, 4 người nghệ sĩ chúng tôi sẽ tạo ra một tuyệt tác phi thường. Và trên sân khấu ngay lúc này, tôi cảm thấy mình thật là phi thường khi được chạm tay vào chiếc cúp danh giá này. Đó chính là chiếc cúp mặt nạ vàng. Và đây sẽ là một tiết mục rất hợp với lại chủ đề ngày hôm nay. Một sáng tác của nhạc sĩ Bùi Công Nam với sự hòa giọng của cả 4 nghệ sĩ trong đêm chung kết của The Masked Singer Việt Nam, ca sĩ mặt nạ mùa 2, ca khúc Tôi Phi Thường. Xin mời! Bây giờ hôm nay tôi đứng đây để thay lời con tim tôi muốn sẽ chứng minh thay điều kỳ diệu trong tôi. Bây giờ hôm nay tôi đứng đây để theo lời con tim tôi muốn sẽ chứng minh thay điều kỳ diệu trong tôi. Tôi đây thật phi thường, tôi bây giờ đây kiên cường, khi tôi là chính mình người người sẽ ngước nhìn. Tôi đây thật phi thường, tôi như một con hướng dương, khi ánh sáng chiếu vào dạng người như anh.
thường với sự hòa giọng của top 4 nghệ sĩ xuất sắc nhất của The Masked Singer Việt Nam, ca sĩ Mặt Nạ mùa 2. Và cũng như xin được cảm ơn tất cả các mascot đồng hành cùng với chúng tôi suốt cả hai mùa đã cùng hòa giọng và ca khúc Tôi Phi Thường vừa rồi. Trước khi chúng ta đến với phần bình chọn cho một nghệ sĩ mà chúng ta thấy yêu mến nhất và mọi người phải lộ diện, thì trước tiên Huy đang rất là muốn nghe về cảm xúc trong những buổi biểu diễn của bốn mascot ngày hôm nay. Xin mời anh Bằng Kiều ạ. Khó thế. Mỗi người mỗi vẻ, 10 phân vẹn 10. Tất nhiên thì anh vẫn cứ thích theo cảm nhận riêng của anh, và anh sẽ vote ở trong cái... Nhưng mà phải nói là hôm nay là phần trình diễn của bốn mascot là kinh khủng khiếp. Người nào cũng hay và người nào cũng có những cái dấu ấn cảm xúc của mọi người hôm nay rất... vô cùng là tốt luôn. Thực sự là chúc mừng cả bốn mascot ngày hôm nay đạt được những điều mà mỗi người đều mong muốn. Xin chúc mừng. Xin cảm ơn cô và khách mời, ca sĩ Bằng Kiều. Ca khúc Tôi Phi Thường là một bài hát kỷ niệm với lại ca sĩ Tóc Tiên. Dạ. Và qua phần hòa giọng vừa rồi của bốn chiến binh mạnh nhất của The Masked Singer thì bạn cảm thấy như thế nào? Để em giải thích sơ sơ là vì sao có liên quan tới em. Là vì em là người đầu tiên hát bài hát này. Tôi bây giờ đây kiên cường, khi tôi là chính mình, người hứa sẽ được nhìn. Và bài hát này là bài hát chủ đề cho chương trình Siêu Trí Tuệ Việt Nam. Chương trình đó thì anh Trinh Thành là host của em, thì là ban cố vấn. Và đó là một cái niềm vinh dự rất là lớn đối với riêng em. Bởi vì chương trình đó thì ngay từ đầu em không có dám nhận, vì em cảm thấy mình không có đủ khả năng hay là tiêu chí gì cả để ngồi ở cái vị trí như vậy. Sau đó được ban tổ chức thuyết phục rất là nhiều và có cái cơ hội được ngồi cạnh với lại chú Lại Văn Sâm này, rồi các anh chị khác. Thì cái bài hát Tôi Phi Thường là lúc đấy là dành cho tôn vinh những cái trí tuệ Việt Nam. Nhưng mà trong thâm tâm em, với tư cách là một người ca sĩ, thì em luôn cảm giác rằng là bài hát này xứng đáng được biết đến rộng rãi hơn. Và xin rất cảm ơn The Masked Singer Việt Nam, cảm ơn bốn mascot ngày hôm nay, cảm ơn các anh chị em nghệ sĩ đã cùng hòa giọng để nâng tầm cái bài hát này lên. Mọi người phải hiểu cái cảm giác bài của mình mà cứ phải hát theo trên đây, rất là muốn nhảy xuống đó để mà hát cùng với mọi người luôn. Em rất là xúc động khi cuối cùng thì cái bài hát Tôi Phi Thường này nó thực sự được vang lên ở một cái sân khấu về siêu giọng hát, về gọi là siêu âm nhạc đấy. Không gì phù hợp hơn với bốn mascot ngày hôm nay. Mọi người rất là phi thường ạ. Em xin cảm ơn ạ. Và tiếp nối lời của công văn Tóc Tiên, thì vừa rồi khi mà bốn giọng ca cùng hòa giọng thì có sự góp giọng của hơn 25 nghệ sĩ đã từng tham gia vào The Masked Singer Việt Nam, và là một trong những cố vấn đã xuyên suốt hai mùa. Và khi mà anh Chiến Thành thấy là những hình ảnh flashback vừa rồi thì cảm xúc của anh như thế nào ạ? Mình cảm thấy rất là xúc động, và một lần nữa xin được cảm ơn The Masked Singer Việt Nam đã cho mình cơ hội được ngồi ở đây để chứng kiến những điều phi thường đã diễn ra trên sân khấu. Mỗi một cơ thể đứng trên sân khấu đó trong cả hai mùa, họ đều là những người phi thường. Nếu mà nói về cái bài hát này là cái bài hát dành cho chương trình Siêu Trí Tuệ Việt Nam, thì chương trình đó người ta nói về IQ, thì chương trình này cũng là một chương trình siêu trí tuệ về cảm xúc, đó là về EQ. Mọi người đều là những cái người truyền cảm xúc rất là tuyệt vời. Và xin cảm ơn những người phi thường đã làm nên một mùa The Masked Singer rất phi thường, để Trấn Thành được là một phần trong đó. Xin cảm ơn rất nhiều. Và xin mời cố vấn Bích Phương. Trước khi mà bước vào đêm chung kết ngày hôm nay, mặc dù em là người cố vấn, em chỉ ngồi xem thôi, nhưng mà tâm lý của em rất là lo lắng. Tại vì đêm chung kết thì diễn ra vào một cái thời gian rất là muộn, mà mọi người cũng biết là bộ mascot rất là nặng và nóng, cho nên em rất là lo lắng cho sức khỏe của mọi người. Thế nhưng khi mà mọi người đã hoàn thành xong phần trình diễn của mình và cả cái ca khúc hòa giọng nữa, thì chỉ có thể tóm gọn cảm xúc của em bằng một từ là mãn nguyện thôi. Bởi vì em thấy mọi người đã thể hiện được tất cả những gì mọi người có. Em rất là tự hào, rất là cảm ơn mọi người đã mang những ca khúc tuyệt vời đến với khán giả. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Cảm ơn những cảm xúc từ hội đồng cố vấn. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi sẽ đến với phần quan trọng nhất trong đêm chung kết ngày hôm nay. Và Huy nhắc lại một lần nữa về thể thức bình chọn, đó chính là chúng tôi sẽ tổng hợp kết quả bình chọn của đêm bán kết và phần trăm lực bình chọn của đêm chung kết, và tìm ra nghệ sĩ nào sẽ là người lộ diện trong buổi tối ngày hôm nay. Và top 3 của chúng ta sẽ lộ diện vào trong đêm đặc biệt hơn, đó chính là The Masked Singer All Star Concert của chúng tôi. Và quý vị hãy nhớ truy cập vào V-Shop để đặt vé sớm nhất và sở hữu những tấm vé xịn sò của chúng tôi nhé. Thưa quý vị, trong một hành trình tìm ra quán quân của The Masked Singer, ca sĩ Mặt Nạ mùa thứ 2, thì Ngân hàng Quốc tế VIB hân hạnh tài trợ giải Mặt Nạ Vàng trị giá 100 triệu đồng. Và giải thưởng này sẽ được trao qua thẻ VIB Supercard, thẻ tín dụng hoàn tiền tốt nhất, hoàn 15%, tùy chọn lĩnh vực hoàn tiền.
Và bên cạnh đó thì chủ nhân của chiếc cúp tai vàng cũng sẽ nhận được giải thưởng trị giá là 100 triệu đồng đến từ nhà đồng tài trợ bia Pháp 1664 Blanc, bia vị chất mở bất ngờ. Đây cũng là một lúc khó khăn đây. Chúng ta sẽ cân não bình chọn cho nghệ sĩ quý vị yêu mến nhất. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 103 điểm tại đêm chung kết ngày hôm nay. Hội đồng cố vấn, mỗi cố vấn tương ứng 1 điểm. Và 99 khán giả tại trường quay, mỗi khán giả tương ứng 1 điểm. Và ngay bây giờ sẽ là lượt bình chọn từ hội đồng cố vấn cho đêm chung kết ngày hôm nay. Xin mời bình chọn ạ. Năm, bốn, ba, hai, một. Hết thời gian bình chọn. Cảm ơn hội đồng cố vấn. Và bây giờ xin mời khán giả tại trường quay bình chọn. Năm, bốn, ba, hai, một. Và hết thời gian bình chọn. Xin cảm ơn khán giả. Và bây giờ chúng tôi xin dành ít phút để cập nhật kết quả cuối cùng. Và thưa quý vị, chúng tôi đã có kết quả cuối cùng. Nhưng trước tiên thì Huy muốn nhắc lại cho tất cả quý vị lượt bình chọn ở tập bán kết như sau. Ở tập bán kết tuần trước, chúng ta có vị trí đầu tiên, đó chính là Hippo Happy với phần trăm lượt bình chọn là 27,18%. Và ở vị trí thứ hai, đó chính là Voi Bản Đôn với 25,24%. Và vị trí thứ ba là Cú Tây Bắc với phần trăm lượt bình chọn là 24,27%. Và vị trí cuối cùng đó chính là Ông Baby sở hữu lượt phần trăm bình chọn đó chính là 23,31%. Và đêm nay chúng tôi sẽ công bố vị trí của các mascot dựa vào phần trăm lượt bình chọn trước. Và với đêm chung kết, người hiện tạm dẫn đầu ai ạ? Vị trí đầu tiên sở hữu phần trăm lượt bình chọn cao nhất trong đêm chung kết đã thuộc về Ông Baby! Ông Baby! Ông Baby! Vậy là chúng ta đang có một cú lội ngược dòng vị trí của ông Baby. Và ở vị trí thứ hai đó chính là một giọng hát với một tính cách vô cùng chân thành. Voi Bản Đôn. Voi Bản Đôn. Và ở vị trí thứ ba trong đêm chung kết ngày hôm nay đó là một giọng ca đã mang tất cả chúng ta đến với những cảm xúc, những hình ảnh, những rung động. Xin được chúc mừng, vị trí thứ ba đã thuộc về Cú Tây Bắc. Và như vậy, trong đêm chung kết ngày hôm nay, mascot đang ở vị trí thứ tư, đó chính là Hippo Happy.
Và chúng tôi sẽ giữ bí mật về lượt phần trăm bình chọn trong đêm chung kết ngày hôm nay. Sau khi chúng tôi công bố xong hai vé an toàn đầu tiên sẽ có mặt vào The Masked Singer All Star Concert của chúng tôi. Tấm vé đầu tiên đã thuộc về xin được chúc mừng tấm vé đầu tiên là Cú Tây Bắc. Cú Tây Bắc. Và Cú Tây Bắc là nghệ sĩ đầu tiên lọt vào top 3 những nghệ sĩ xuất sắc nhất của The Masked Singer, ca sĩ mặt nạ mùa 2. Nghệ sĩ kế tiếp. Tấm vé ghi tên mình vào danh sách top 3 nghệ sĩ xuất sắc nhất của The Masked Singer, ca sĩ mặt nạ mùa 2 đã thuộc về đó là Voi Bản Đôn. Chúc mừng Voi Bản Đôn đã ghi tên mình vào danh sách top 3 nghệ sĩ xuất sắc nhất của The Masked Singer Việt Nam, ca sĩ mặt nạ mùa 2. Và như vậy, chúng ta chỉ còn một cái tên cuối cùng, và đó sẽ là ai? Hippo Happy và ông Baby đều đã rất xuất sắc xuyên suốt cả hai tuần thi của mình, nhưng chỉ còn một tấm vé cuối cùng mà thôi. Và ở tuần trước trong đêm bán kết thì Hippo Happy là nghệ sĩ tạm dẫn đầu. Và trong đêm chung kết ngày hôm nay, ông Baby đang là người sở hữu lượt phần trăm bình chọn cao nhất và đang tạm giữ vị trí đầu tiên. Nhưng quan trọng đó chính là con số cuối cùng lượt phần trăm bình chọn của cả hai đêm diễn này được cộng lại sẽ như thế nào. Và nghệ sĩ cuối cùng đã điền tên mình vào top 3 nghệ sĩ xuất sắc nhất của The Masked Singer Việt Nam, ca sĩ mặt nạ mùa 2 đã gọi tên ông Baby. Ông Baby. Và như vậy, nghệ sĩ sẽ lộ diện trong đêm chung kết ngày hôm nay đó chính là Hippo Happy. Và bây giờ chúng tôi sẽ công bố phần trăm lượt bình chọn của cả hai đêm diễn của bốn nghệ sĩ như sau. Đầu tiên, đó chính là vị trí thứ nhất, ông Baby trong đêm bán kết sở hữu phần trăm lượt bình chọn là 23,31%. Và trong đêm chung kết ngày hôm nay, ông Baby đã chinh phục được lượt phần trăm bình chọn từ khán giả và vòng cố vấn là con số 36,91%. Và tổng lượt phần trăm bình chọn của cả hai đêm là 30,1%. Chúc mừng ông Baby ạ. Và ở vị trí thứ hai trong đêm bán kết sở hữu lượt phần trăm bình chọn là 25,24%, và trong đêm chung kết là 27,18%. Tổng phần trăm lượt bình chọn là 26,21%. Đã thuộc về Voi Bản Đôn. Và vị trí thứ ba trong đêm bán kết đã mang về cho mình là 24,27% lượt bình chọn, và trong đêm chung kết ngày hôm nay là 22,33% lượt bình chọn. Tổng phần trăm lượt bình chọn là 23,3%. Đó chính là Cú Tây Bắc. Và Hippo Happy trong đêm bán kết sở hữu phần trăm lượt bình chọn là 27,18%, và trong đêm chung kết là 13,58%. Tổng phần trăm lượt bình chọn của Hippo Happy đó chính là 20,39%. Và một nữa sẽ được chúc mừng top 3 của The Masked Singer Việt Nam, ca sĩ mặt nạ mùa 2. Đó chính là ông Baby, Voi Bản Đôn và Cú Tây Bắc.
Và quý vị, và ngay bây giờ thì tổng đài bình chọn của chúng tôi đã chính thức được mở ra. Và quý vị có thể bình chọn cho mascot mà quý vị yêu thích nhất. Ông Baby, Cú Tây Bắc và Voi Bản Đôn. Và kết quả cuối cùng, top 3 lộ diện sẽ chúng tôi công bố vào trong đêm đặc biệt. Đó chính là The Masked Singer All Star Concert sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 12 này.